tham gia ẩm thực đường phố. Giống khi nhận được một món quà vậy, ha, bạn không biết ăn món gì ha, cho đến nhận được cái kịch bản từ nhà sản xuất. Hả? Chuối? Chuối để làm gì? Chuối thì để ăn với cốm chứ còn gì nữa. Đây là cái nghề cốm truyền thống của địa phương và cũng là của gia đình khoảng 300 năm nay rồi. Thì cái bí quyết là cái gì anh? Bí quyết chọn lúa ở ngoài đồng. Từ ngày xưa thì nó chỉ có loại nếp này gọi là nếp nai nhe. Bắt đầu đông sữa. Có sữa hả? Vâng. Thì nó cốm nó mới ngọt anh ạ. Thử được không anh? Thử được. Ừ, béo béo, ngon quá. Giới thiệu với anh một cái món rất là đặc trưng vào mùa thu Hà Nội. Đấy là cái món chuối chấm cốm ạ. Chấm cốm. Có nhiều loại cốm lắm anh. Cốm giữa mùa thì mình làm chả, cốm cuối mùa thì mình nấu chè. Rất là dẻo, rất là thơm. Anh thấy nó dẻo bởi vì đây là cốm đầu mùa anh ạ. Rất là lạ. Đó, tiếng ăn vị ngọt của chuối ha, vị thơm và dẻo của cốm ha. Anh biết không, gạo thì được coi là ngọc thực. Thế còn cái cốm này thì mọi người, các cụ nói là ngọc của ngọc thực. Ngọc của ngọc thực. Đây thực sự là một gói hương thơm của Hà Nội. Ừ. Tôi tặng em. Em tặng anh. FLC Group, nhà đầu tư và phát triển bất động sản nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam.